Sau đây thì mình sẽ giới thiệu hướng dẫn cách cài đặt cái phần mềm PQS, phần mềm kiểm dịch thực vật. Thì trước tiên là vào cái mở cái trình duyệt này, vào cái trang kiểm dịch thực vật kiểm dịch thực vật viết liền .vn, enter vào cái mục hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn cài đặt ở giữa, bấm một cái nút tìm hiểu thêm. Thì về yêu cầu phần cứng ấy, thì cái PC hoặc là laptop, tức là máy tính để bàn hoặc là laptop phải cài hệ điều hành Windows 7 trở lên. Và nếu mà tốt nhất là cài hệ Windows 10 thì sẽ là tốt nhất, vì sau này sử dụng nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ tốt hơn. Đấy, và cái cài nữa là cái bộ Microsoft Office, tức là nó gồm bộ Word, Excel, thứ cái phiên bản 2007 trở lên và phải có bản quyền. Và ở đây thì đề xuất cài cái bộ Office 2007, vì đây cái bộ Microsoft Office 2007 bản quyền đây, thì nghĩa là có, tôi đã áp sẵn lên trên này rồi, thì cần bấm vào cái link này tải về xong là giải nén ra, xong là giải nén không cài đặt thôi. Đấy. Thì sau này khi mà sử dụng thì nó sẽ không báo lỗi. Đấy, từ 2007 trở lên. Còn đối với lại phần mềm, đây nó có hai cái phần mềm dành cho khách hàng khai báo này. Thì chúng ta vào cái phần mềm khách hàng khai báo, còn cái phần mềm cho cán bộ kiểm dịch thì chỉ dùng cho cán bộ kiểm dịch xử lý nghiệp vụ. Đấy, thì nó hai hệ thống khác nhau. Thì vào cái phần mềm dành cho khách hàng khai báo này thì bấm vào cái link tải hay mở trong tab mới, hoặc là bấm trực tiếp thì nó sẽ chuyển đến cái chỗ cái link cái để tải về, mở trong tab mới này. Đây, thì bấm vào đây, mình sẽ vào đây và bấm vào cái nút tải về màu đỏ này, cứ bấm. Trong một số trường hợp nó sẽ có cái thông báo ở cái góc trên màn hình bên trái này, là nó thông báo là cái file này nó lớn thì có giữ lại không, cho phép tải xuống hay không, thì mình bấm vào cái nút unknown là được, unknown tức là cho phép, thì nó sẽ tiếp tục nó cho ấy. Khi mà tải xong rồi thì nó sẽ vào cái mục download. Ở đây thì cái trình duyệt Chrome này nó sẽ hiện lên ở dưới này. Đây, nó kiểm dịch zip này. Đấy. Thì khi em bấm vào đấy để mở thì nó sẽ tự động nó mở trong cái phần mềm giải nén Winza. Đấy, khi mà hiện lên cái này thì chúng ta bấm vào chữ cái nút Exit tool thì để mình giải nén cái tệp file nén này ra cái ổ nào đấy, ví dụ như thường thường là ổ D hoặc ổ E, thật ổ D thì ta chỉ cần bấm vào ổ D. Đấy, xong bấm OK là được. OK nó sẽ tự nó giải nén. Đấy, giải nén xong nó sẽ thì tắt cái đấy đi và ta mở cái ổ D ra. Đây, thế đây nó có vừa mình giải nén nó được cái file kiểm dịch này. Nên chọn vào các cái ổ nhá, ổ gốc luôn, không thì nhiều người giải nén là giải luôn là cái chỗ cứ thế là mở lên là cứ thế là bấm OK luôn, nó vào cái chỗ rất chi là khó, sau này không tìm được cái file mà để mà áp lên một cửa. Đấy, thì cái file Excel, nó xuất Excel. Thế thì theo hướng dẫn thì cứ bấm vào cái ổ D hoặc là ổ E thì nó sẽ ra cái file, cái folder kiểm dịch này, ổ D luôn đây, ổ D này, đó. Kiểm dịch này, người ta mở cái folder kiểm dịch này ra thì nó có thêm cái folder tiếp, mở tiếp cái folder PQS và tìm đến cái file KZ này, biểu tượng này, biểu tượng bông lúa, xung quanh, ta mở cái file này lên. Phải chuột, phải
chuột không nhấp đúp chuột được, phải chuột không bấm open. Khi mà nó sẽ hiện lên cái, nó sẽ chạy, là phần mềm nó sẽ chạy lần đầu tiên. Chạy lần đầu tiên thì khi nó chạy xong nó sẽ thiết lập cái kết nối, thiết lập cái kết nối đến máy chủ. Đấy, thì chúng ta bấm OK. Và chúng ta mở lại cái phần mềm này. Khi mà bấm vào cái file kiểm dịch đấy là nó sẽ tự tạo ra một cái shortcut ở trên desktop này. Và khi mà đấy thì ta bấm vào cái desktop này, bấm vào cái biểu tượng này, mở lại phần mềm. Và khi mở lại phần mềm ấy thì phần mềm sẽ yêu cầu cập nhật. Khi mà hiện lên cái này chúng ta bấm OK. Vì trong quá trình mà sử dụng phần mềm ấy thì phần mềm cập nhật thường xuyên, và khi mà khởi động ấy, nếu mà có phần mềm có cái chương trình cập nhật thì nó sẽ tự động thông báo là chúng ta bấm OK. OK thì nó sẽ hiện lên một cái đã đang hiện lên một cái form để tải phần mềm. Thì tải thì cứ để cho nó tải, nó tự động nó tải là xong, nó sẽ tắt đi thì mình sẽ bật lại. Thế trong một số trường hợp đây là Windows 10 thì nó không yêu cầu, nó không đòi hỏi cái gì cả. Nhưng mà đối với lại cái Windows 7, một số trường hợp, một số máy là nó không có cái net, nó chưa được cài đặt cái net framework 4.5 này. Đấy. Khi mà mình mở cái phần mềm lên là nó sẽ, nếu mà thiếu nó sẽ yêu cầu. Cứ nhìn thấy cái chữ net framework 4.5 gì đấy là được. Là mình vào đây mình bấm vào cái link tải này. Tải về như tải cái phần mềm này thôi. Tải xong thì khi mà nó xuống đây thì nó cũng xuống thế này, thì ta bấm vào để ta mở để ta cài đặt. Cài đặt xong thì này, bật lại phần mềm thì nó sẽ lại hoạt động như thế này, như từ đầu hướng dẫn. Khi mà tải mà xong hết thì nó sẽ tự động cài đặt. Đây nó thông báo là trong quá trình cài đặt thì đợi cái cửa sổ này nó dừng hẳn, và nó đóng hẳn vào thì nó mở lại cái phần mềm. Và nó biến mất. Đấy, biến mất này thì ta mở lại. Ta bấm nút vào cái kiểm gì. Đây chậm, cái này muốn pin, tức là đính nó vào cái taskbar này thì mình phải chuột này, pin to taskbar này. Taskbar là nó sẽ ở đây. Sau này mình mở phần mềm thì chỉ cần bấm vào cái biểu tượng này một cái thôi. Nếu mà trên desktop thì phải bấm hai cái, ví dụ như cái này, trên cái này thì phải bấm hai cái này, nhấp đúp chuột trong cái ở cái taskbar này nó chỉ cần bấm một cái. Ở đây thì khi mà có tài khoản và có mật khẩu rồi thì đăng nhập vào và cập nhật cái tài khoản. Tức là có thể cập nhật được cái thông tin về doanh nghiệp. Đấy. Cập nhật đầy đủ thì sau này sử dụng nó mới không bị báo lỗi. Đấy, nếu mà chưa có, nếu mà chưa có, ví dụ như là nó đang ở màn hình chưa có thì chúng mình bấm thoát ra vào cái hệ thống này, đăng ký cái tài khoản, tức là cái tài khoản doanh nghiệp chưa có thì đăng ký cái lần lượt tổ chức cá nhân này, thành phố nào này. Sau đó là số ví dụ như tổ chức thì là nó là số mã số thuế đây, số thuế là số đăng ký kinh doanh đấy. Đó là một hai cấp này. Nơi cấp, nơi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Những cái đỏ đỏ này cố gắng yêu cầu là phải có. Khi điền đầy đủ thông tin, còn tiếng Anh với địa chỉ, nếu mà tiếng Anh mà có ở trong cái đăng ký kinh doanh thì đánh vào đấy, mình nhập vào giúp. Không thì nếu mà không có thì khi mà kích hoạt tài khoản thì tự đánh, phải
phải dịch ra để đánh vào cho nó đồng bộ số liệu. Đấy thì đối với một số trường hợp ấy, khi mà đánh mã số thuế này cái thì nó có sẵn ở trong hệ thống và nó sẽ loát ra và cái đăng ký chữ cái nút đăng ký này nó sẽ bị mờ đi, nghĩa là cái tài khoản này đã tồn tại trên hệ thống. Thì có thể gửi vào cái thư điện tử hoặc là nhắn tin qua cái số điện thoại trên cái phần mềm ấy, à trên cái trang web ấy. Hỗ trợ đấy thì cần đánh mã số thuế vào là có thể là nó sẽ và yêu cầu là tạo tài khoản hay là cái gì đấy thì sẽ tạo cái tài khoản cho để gửi lại cái sẽ báo lại đấy. Còn nếu mà trường hợp mà nó cái chữ đăng ký này nó nổi lên thì nó nhập đầy đủ thông tin thì ta đăng ký và đợi để khi mà kích hoạt tài khoản được kích hoạt kiểm duyệt xong thì sẽ đăng nhập được vào để sử dụng. Đây là tôi giới thiệu sơ qua về cái cách cài đặt